Xin chào, mình tên là Emily. Xin chào, mình tên là Emily. Bạn có khỏe không? Mình là người Việt Nam. Bạn có khỏe không? Bạn là người nước nào? Tôi tên là Emily. Tôi là người chỉ liệu âm ngữ. Tôi làm việc ở trường về học sinh. Tôi học tiếng Việt với cô Trinh ở nhà. Chào bạn, mình nói được một chút tiếng Việt. Mình đã học tiếng Việt 2 tháng. Mình học tiếng Việt để nói chuyện với gia đình. Bây giờ mình đang sống ở Mỹ. Mình nói tiếng Anh. Chào bạn, bây giờ là 5 giờ chiều buổi sáng. Mình thường tập thể dục. Mình về nhà lúc 4 giờ chiều. Mình thích đi coi phim. 9 giờ mình thường coi TV. Chào bạn, mình tên là em. Mình là người Việt Nam. Mình là người trị liệu ám ngữ. Mình làm việc cho ESU1. Mình đã học tiếng Việt mấy 3 tháng. Mình học tiếng Việt nói chuyện với gia đình. Mình sống ở Mỹ. Buổi tối mình thân xem TV và đọc sách. We have just created a new Vietnamese dictionary app on App Store, and of course created by SVFF. Everything is in Southern dialect. If you want to have a look at that, click on this link. Also, if you are subscribing to our Vietnamese podcast, good news! Now, it's available on App Store. Again, take a look at this link to download the app. Do you know that in just 3 months, if you learn Vietnamese one-on-one with SVFF, you will be able to communicate in simple Vietnamese? Register for a free 30-minute trial here.